Huy Trường xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ Channel. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi có sự trở lại của chị Michelle Hằng My Lê, là con gái ái nữ của Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Và trong cái video này đó thì chị sẽ kể về cái con đường mà chị biết đến Chúa, tìm đến Chúa như thế nào và vô đạo, được rửa tội như thế nào. Trong cái video trước, thưa quý vị, thì chị có chia sẻ về Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã được rửa tội và vô đạo như thế nào ngay trong tù Cộng sản. Rất là hay, quý vị nào chưa xem thì nhớ xem lại video đó nha. Bây giờ xin gửi lời chào đến chị Michelle Hằng My. Hello Rachel, chị cũng chào chị Rachel và quan khách của Rachel. Cảm ơn Rachel đã invite chị trên cái recording này. Cái này live stream hay là record em? Dạ, cái này là mình đang thâu lại. Dạ. Ok. Dạ, với lại là thưa quý vị, là trong video trước đó chúng tôi có nói về cái thánh giá rất là màu nhiệm này. Thì chị có thể chia sẻ lại cái thánh giá này, cái cơ duyên như thế nào, từ đâu có, chị chia sẻ lại tí xíu đi, xong rồi mình sẽ qua cái bắt đầu qua chị nha. Ok. Cái thánh giá này là của ba chị, là ông Lê Minh Đảo, ba chị tặng cho chị trước khi ba chị mất. Cái thánh giá này đã giúp ba chị qua khỏi những cái sự đau buồn, hành hạ, vật tức của tụi Cộng sản đã hành hạ ba chị và những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ba chị đã giấu cái thánh giá này trong tù từ năm 1979, và nhờ người em Úc của ba chị lén đem vô. Tại vì tụi Cộng sản, nếu mà tất cả mọi người biết, Cộng sản lúc đó hay là lúc này cũng vậy, không có tin về Chúa hay trời Phật hay là ai hết, chỉ nghĩ là thằng Hồ Chí Minh là trên hết, là như là phải thờ nó. Nếu mà mấy người coi lại trong nhiều người nhà, trong nhà người ta ai cũng thờ thằng Hồ Chí Minh hết, chị không hiểu chứ lẽ là mình phải thờ trời Phật, ông bà hay là Chúa ông bà của mình, chứ đâu phải là thờ hình của nó. Thì cái thánh giá này là giúp cho ba chị, mà ba chị tưởng là mất cái thánh giá rồi, nhưng mà Chúa lúc nào cũng tìm đường để đi giúp những người con của Chúa. Yeah. Mà cách lạ lắm, chứ không phải là bình thường. Dạ. Yeah. Quý vị nhớ là xem lại cái video trước, chị Hằng My có chia sẻ rất là chi tiết về Thiếu tướng Lê Minh Đạo đã có thánh giá này như thế nào và đã đánh mất cái thánh giá này như thế nào, và sau đó thì cái mầu nhiệm như thế nào để mà cho ông có thể là tìm được cái thánh giá này dưới một cái dòng suối mà sau vài tháng trời thì mới tìm được. Đồng thời nữa, trong một cái cơ duyên mà ông nhận ra cái hồng ân của Thiên Chúa quá nhiều đi, là quý vị biết là sau khi mà Cộng sản nó vào đó thì nó bắt ông đi tù, rồi gia đình của Việt Nam Cộng Hòa thì nó sẽ hành hạ, đúng không ạ? Thì sau 4 năm, đến năm 1979 thì ông được tin là vợ và con đã thoát được Cộng sản rồi, đến được bến bờ tự do. Thì trong video này chúng tôi chỉ tóm tắt ngắn gọn lại để cho quý vị hiểu, và quý vị có thể xem lại video kia nha. Rồi bây giờ xin mời chị là sau khi mà chị vượt biên, rồi chị đi lên tạo như thế nào, rồi khi mà chị qua được bên trại như thế nào, vân vân, mời chị. Rồi chị đi vượt biên cũng là 6 lần, chị kể trong mấy cái video 6 lần kia. Lần cuối cùng á, là tụi chị đi vượt biên không có mẹ chị, tại vì mẹ chị phải ở lại đợi anh Đạm để đi kiếm đường cho anh đi vượt biên, rồi mẹ chị cũng đi vượt biên. Thì trong đó thì người chị lớn của tụi chị là chị Lê Thị Bích Điệp dẫn hết một đàn em đi, từ Lý Thủy, Hồng Phượng, Mi Dũng Chi, đi cái tàu này. Thì trên cái tàu lúc đó là vượt biên khổ lắm Rachel, đói, sai sóng, ói mửa, rồi bị ngoài biển, bị hải tặc rượt, đủ thứ hết. Thì cái ngày mà cái bữa mà sóng rất là mạnh, là cái, nó đánh cái tàu tụi chị giống như là không có thể nói được. Cái sóng nổi mà nó cao đó, nó đem cái tàu tụi chị lên đem xuống. Thì lúc đó bà chị của chị đó, chị hai mấy người chị của chị hồi xưa hay đi nhà thờ Đức Mẹ ở Việt Nam á, thì mấy người đó cũng như là tin tưởng Đức Mẹ. Thì người chị lớn đã cầu xin Đức Mẹ, với lại người chị thứ nhì, chị Bích Điệp, chị Bích Lan cũng cầu xin, nói là nếu mà cho tụi con qua khoát khỏi cái trận
cái sóng này nè giống như là cái một cái big hurricane, cái tornado ngoài biển đó, gây cho thì con sẽ hứa cho ba đứa em út của tụi con vô đạo. Tự vì tụi chị ngồi trên đầu tàu á, Rachel, nước hả nó đánh vô hả mà gần chết luôn vậy đó. Đúng rồi. Rất là chị cũng biết tụi chị sống sao được hay nữa. Có một lúc cái tàu nó lên tới luôn, nó ngồi trên cái đầu cái sóng á, cái sóng nó đưa cái tàu lên xuống như vậy đó, giống như một roller coaster vậy đó, Rachel. Dạ đúng rồi. Đó, thành ra người chị đó, cầu xin cho tụi chị được vô đạo, mà cầu xin Đức Mẹ, cầu xin Chúa, mà mấy người đó là đạo Phật không mà nha. Dạ dạ. Mấy người đó cầu xin à, thì tụi chị tự nhiên qua khỏi cái đó, được Axon train rồi ấy, nó rescue mình, nó cho mình uống sữa rồi bánh mì đồ kỳ kể trong cái video kia đó. Đó, sau khi đó thì tụi chị được kéo vô vô đảo Indonesia. Mà trong đó thì tụi chị cũng có một cái niềm tin, tự vì bà chị của chị cũng như cầu vẫn còn sơ cầu sinh á. Dạ. Chứ không thôi là tụi chị cũng không có thoát khỏi qua những cái chuyện mà kêu bằng horrible, horrific. Dạ. ở đảo, ở trong trên tàu, ở đảo, rồi đi bắt đầu qua Mỹ. Thì tụi chị qua được bên Mỹ. Thì như là người chị hứa rồi mẹ chị cũng được qua Mỹ thì mẹ chị nói thôi bây giờ hứa, nếu mà hứa với Đức Mẹ, hứa với Chúa thì phải cho vô đạo. Thì ba đứa nhỏ là chị, là Lê Hằng My, em trai chị Lê Hằng Minh Dũng, và em gái út của chị là Lê Thị Bích Chi, trong gia đình. Nên nhớ là ba chị có hai người con trai thôi. Được. Lớn Lê Hằng, Lê Minh Đạm, còn người em út là Lê Hằng Minh Dũng. Thì tụi chị được vô đạo mà được học giáo lý ở trên đường Annandale đó. Annandale, Virginia, có cái nhà thờ Việt Nam rất là nhỏ. Chị nhớ, chị xin lỗi, chị không nhớ tên ông cha làm lễ cho chị, nhưng mà chị biết là ông cha đó đã mất rồi. Dạ. Yeah. Nhân hay là gì đó chị. Nhưng mà lúc đó thì vô đạo thì chỉ có người mẹ đỡ đầu tên là Tạc Trân. Tụi chị cũng vô đạo đó, chị nhỏ lắm. Rồi xong được vô đạo thì tụi chị chụp hình gửi về Việt Nam cho cô Út của tụi chị, là bà nội. Thì cô Út có lúc mà vô thăm ba chị, lần đầu tiên vô thăm ba chị mà tụi nó cho đó, tụi Cộng sản nó cho cô Út được, thì cô Út có đem cái hình và đem cái thánh giá, mà phải lén đem cái thánh giá nó vô, tại vì mình cô Út đâu có biết là nếu mà mình đem vô nó có thích hay không, hay là nó kiếm chuyện với cô, hay là nó hành hạ cô, hay hành hạ ba chị. Thành ra cũng phải lén đem vô đó. Thưa quý vị, cái thánh giá mà chị Hành My có nhắc đến đây là cái thánh giá mà cô Út là người em gái Út của Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã mang vô cho ông lúc mà ông ở trong tù. Với lại là cái chuyện khi mà chị nói về đi vượt biên á, thì Rachel hoàn toàn là hiểu được, là tại vì chính bản thân của mình cũng vượt biên. Lúc mà Rachel 6 tuổi là mình cũng vượt biên, và cái lúc đó thì tại vì 6 tuổi thì mình cũng không nhớ nhiều lắm, nhưng mà mình nhớ là ối ra tới mực xanh luôn. Nghĩa là tại vì sóng nó đánh, mà quý vị nghĩ đi, bây giờ quý vị đi tàu, những ai mà ở gần biển thì quý vị thử ra biển cái cảm giác của mình làm sao, đúng không? Mà còn cái này là mình ra cả một cái đại dương, mình vượt nguyên cái đại dương lớn như vậy, thì có những cái cơn sóng mà nó đưa con tàu mình lên rồi xong rồi nó rớt xuống. Có nghĩa là mình được cái sự chở che của bề trên, gọi là những người có đạo thì mình hiểu, thì mình sẽ gọi là Thiên Chúa, Đức Chúa để bảo vệ mình. Chứ không bảo vệ mình, chỉ cần một cái nhẹ thôi là chìm tàu hay là bể tàu, kiểu như là chết. Có biết bao nhiêu người đã phải vùi thân ở dưới lòng đại dương là như vậy. Cho nên chúng ta là những người rất là may mắn. Mà sau đó thì tụi chị vô đạo, thì mấy người chị của chị cũng một hai ba người chị của chị cũng vô đạo, là chị lớn, chị đẹp lớn, chị lớn nhất, rồi chị Bích Lan cũng vô đạo, rồi chị Bích Phượng cũng vô đạo đó, rồi chị Minh Dũng với Bích Chi là vô đạo, còn mấy hai người chị kia với anh Đạm thì vẫn là đạo Phật. Nhưng mà những người đó cũng như là tin tưởng Chúa, cũng tin tưởng Đức Mẹ đó. Mẹ chị thì lúc nào cũng tin tưởng đạo Phật, nhưng mà cũng như là đi nhà thờ với tụi chị, hay là có lần lễ gì mẹ chị cũng đi. Thành ra mẹ chị rất là tin tưởng Đức Mẹ.
nãy chị nói là mẹ là cái người mà mẹ chị chỉ cầu xin lúc mà đi vượt biên. Ngộ mình là đạo Phật, nhiều người đạo Phật nhưng mà người ta cũng có thấy một cái niềm tin tốt. Lúc mà đi vượt biên thì ai cũng muốn là qua khỏi những cái nạn mà khó khăn, thấy chưa? Mình đâu có biết được đâu. Mình chỉ cho chị xin kể một cái này á, lúc mà chị nói là cô chị đi thăm á, chị muốn là cho tất cả mọi người hiểu lúc mà tụi chị lúc đầu á, nó không cho ai đi vô thăm hết, đây cho 2 năm đầu, 3 năm đầu, cuối 78 bắt đầu mới cho, mà lúc đó là bắt đầu tụi chị đã đi vượt biên rồi, không có vô thăm ba được. Nhưng mà mẹ chị có để tiền đổ lại để cho người cô Úc đi vô thăm. Người cô Úc là người đi thăm ba chị từ đầu đến cuối, trước khi cô đi Mỹ cô cũng đi thăm. Sau đó thì cô đi Mỹ là năm 1991, ba chị được ra là 92, thì có một người em bên mẹ chị cũng vô thăm để thay thế, rồi bà ngoại chị cũng có vô thăm. Thành ra chị có nghe một người nói là có người tự nhiên vô thăm ba chị, nhưng mà cái đó là không có đúng. Tại vì người cộng sản không có cho Rachel vô thăm tự nhiên khơi khơi đi vô thăm đâu. Đúng rồi, phải apply, bỏ giấy tờ cũng 3 tháng, vô phường, phường đem tới Hà Nội, Hà Nội trở lại nó ok cô này tên vậy vậy, người em vậy mới được vô thăm. Chứ không có thể mà người ngoài muốn vô thăm hay là muốn tự nhiên đang vô thăm thấy ba chị rồi xích cái ghế qua muốn nói chuyện, không phải được như vậy đó. Đúng rồi, không được. Chị có nghe một cái video thì nó chỉ thấy cái video đó hơi xạo đó. Là sao? Là có một cái video một người kể lại. Một người đó nói là tự nhiên có vô thăm, đi vô một người khác mà thấy cái người đó nói là cái đó là ông tướng đảo đó, không có ai vô thăm ổng. Cái đó là người đó xạo. Thứ nhất xạo là vì người em Út của ba chị lúc nào cũng vô thăm. Đâu phải là vô thăm tháng nào cũng được vô, đâu có được. Đúng rồi. Dạ, một năm nó cho 2 lần hay là 3 lần thôi, mà mỗi lần như vậy là phải đợi giấy tờ của nó. Dạ, rồi phải chung chi lo lót nữa mới được vô nữa. Dạ. Thành ra chị nói là không có thể mà. Rồi cái người đó nói là lúc mà vô thăm thì nói là cái đó là ông đã không ai vô thăm ổng. Cái người đó tự nhiên đi qua ngồi kể bên nói chuyện với ba chị. Cái đó không đúng. Tự nhiên cái đó là chị verify với ba chị, cái đó không đúng. Cái đó là những cái chuyện mà người ta ai muốn kể thì kể, nhưng mà chị bữa nay được cái opportunity chị xin Rachel cho chị kể đó. Cái đó là không đúng. Tự nhiên người cô của chị cũng kể như vậy, mà người em Út của ba chị, của mẹ chị kể cũng vậy, không có dễ dàng. Mà bà ngoại chị kể không có dễ dàng mà được vô, nhất là mấy ông tướng không có được ngồi tự nhiên xích vô mà nói chuyện với mấy. Đúng tướng. Rồi, không được. Đúng đâu rồi. Đâu có được đi ra mà nói tôi là biết tôi muốn nói chuyện với ổng, không có được như vậy đâu nha. Đúng rồi, cái này là ở tù cộng sản mà. Ở tù cộng sản mà trong cái thời gian cao điểm nữa, đâu phải là muốn ai muốn vào là vào, hay là muốn gặp nói chuyện lúc nào là gặp đâu. Dù khi cái buồng bên đây với buồng bên kia đó còn không muốn cho nói chuyện với nhau nữa. Đó. Giống như là chị kể là cái phòng F, khu F của ba chị, cái phòng của ba chị năm ông tướng, cái phòng kế bên là mấy ông cha, mà nó cũng không cho nói chuyện với nhau. Đúng rồi. Không được ra mà cũng không được vô, khó đi vô thăm lắm, đâu phải dễ. Thành ra những cái chuyện mà ai mà có kể mà có nghe thì chị thấy cái đó là hơi bịa chuyện, không đúng. Nhưng mà cái lý do vì sao người ta bịa chuyện như vậy? Chị không biết, chị nghe nhưng mà chị nói là thành ra chị có một coi một hôm bữa chị có nghe một cái cô kia nói, thì chị thấy cái cô kia cổ kể đúng, cổ nói là tôi đi trên cái xe đò thì có người cô em gái của ông Lê Minh Đạo là cái đó là đúng y chang. Tại vì mỗi lần đi thăm đâu có phải là dễ. Chị sẽ share cái video cái cô đó kể cho, rất là đúng. Thành ra chị có coi một cái video khác, có người nói như là tự nhiên tôi vô tôi thấy ổng rồi, xong cái tôi cái người bạn nói là cái ông nó không được ai thăm, là tôi qua tôi nói chuyện, đâu có dễ vậy. Đúng rồi. Nói chuyện như vậy là không đúng.
Có một điều á quý vị, người ta giống như ông bà mình có cái câu á là cọp chết để da, người ta chết để tiếng, đúng không ạ? Thì cuộc đời của thiếu tướng Lê Minh Đảo, những cái chuyện ổng còn ở trần gian đó, thì những điều mà thiếu tướng Lê Minh Đảo đã làm đến ngày hôm nay, khi mà mình nghe đến thiếu tướng Lê Minh Đảo thì ai cũng phải nói rằng là thứ nhất là thán phục cái tinh thần bất khuất của ông. Cái thứ hai nữa là ông rất là giỏi. Nếu mà quý vị xem lại những cái video ở trên YouTube mà người ta phỏng vấn cái thời trẻ, thế là đẹp trai, giỏi nhạc, giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp quý vị. Một người được đi huấn luyện qua bên Mỹ rồi qua bên Pháp, nói chung là một người rất là giỏi, rồi đặc biệt nữa là rất là can đảm, ông ở đến phút cuối cùng. Và cái điều này nè mới làm cho nhiều người quý mến ông nữa là quý vị nhớ là khi mà Cộng sản đánh vào trong miền Nam đó, mà cái trận cuối cùng nó bị giữ chân lại là ở ngay Xuân Lộc. Và lúc đó, đúng, nếu mà lúc đó không có cái sư đoàn của thiếu tướng Lê Minh Đảo giữ chân lại thì Cộng sản nó đã tiến vào Sài Gòn trước cái ngày 30 tháng 4 rồi. Thì nếu quý vị nghĩ, nếu mà Cộng sản nó vào Sài Gòn trước 30 tháng 4 chừng 2 tuần đi, 12, 14 ngày gì đó, là đã có biết bao nhiêu người đã bị giữ lại, chứ không phải là hình thành một cái cộng đồng hải ngoại lớn như thế này. Chị có thể chia sẻ cái phần đó và những gì ba chị kể cho chị được không ạ? Chị thì ba chị kể là cái hai cái tuần cuối cùng thì rất là như là ba chị, let me use the American word, English. Yes, sure. Word, right? Ba chị là did everything he can to hold back, giữ lại từ Cộng sản, so more people can escape, for người Mỹ, người Việt Nam mình to get out of the country. Đó. Thành ra ba chị nói nhé, ba chị thương lính, thương người Việt Nam lắm, thương nước Việt Nam của mình lắm. Thành ra ba chị do everything in his power. Đó. Ai muốn nói gì nói, nhưng mà chị nghe những cái gì, chị nghe lại những cái video trên YouTube, chị nghe lại cái lời ba chị kể. Chị không phải là khoe lại hay lại, nhưng mà chị very proud of him. Đúng rồi. Ba chị ở 17 năm, ba chị phải pay một cái price, trả lại một cái khai rất là lớn, rất là nặng. Tụi chị không có được sống với ba chị 17 năm trời. Được. Rachel nghĩ tụi chị lúc nó trẻ mà không có ba, có mình mẹ chị là nuôi tụi chị hay là giữ bên Mỹ. Thành ra ai muốn nói thì sao nói, nhưng mà chị biết là ba chị vẫn là một người tốt, thương người Việt Nam, thương nước Việt Nam. Đó. Giữ lại để cho người ta được đi vượt biên, hay là người ta không phải được biên, để người ta đi ngày năm 1975, 30 tháng 4. Nhiều người được qua Mỹ là ở bên Cali hay bên Úc hay gì cũng là nhờ cái sư đoàn 18, chứ không phải là ba chị không. Đúng rồi, cái sư đoàn 18. Sư đoàn được. Với lại lính nhảy dù, ok, phải cảm ơn những chú đó nữa. Yes. Đó, mấy người đó đã bỏ hết tất cả để chống lại của Cộng sản, để cho bao nhiêu người được đi. Yeah. Chị rất là thương ba chị, mà chị rất là cảm ơn, thương mấy chú đó. Bây giờ chị vẫn còn giúp, chị vẫn còn nói chuyện vài chú. Chị có 10 chú trong sư đoàn 18, chị vẫn còn nói chuyện. Dạ vâng. Không thể tên. Sure, yeah. Thưa quý vị, là Rachel cũng muốn dịch lại cái phần mà chị Hằng My nói tiếng Anh đó, tại vì quý vị biết là chị Hằng My là qua bên Mỹ là lúc đó 9 tuổi, đúng không ạ? 9 tuổi rất là trẻ, rồi sau đó thì sinh hoạt trong cộng đồng Mỹ, nói chung là ít tham gia trong cộng đồng người Việt giống như Rachel, cho nên là tiếng Việt của chị cũng còn yếu hơn. Cho nên là Rachel xin dịch lại cái này là ba tôi đã dùng hết cái khả năng của ông làm tất cả những gì ông có thể để giữ chân lại hay là ngăn chặn cái tụi Cộng sản đánh vào trong Sài Gòn, để cho những người lính Mỹ họ có thể rút và những người Việt Nam Cộng Hòa có thể rút. Nếu mà quý vị nhìn lại những cái video lịch sử đó thì mình sẽ thấy được là trên cái chiếc trực thăng nó rất là đông, người ta đu theo, rồi chiếc tàu nữa quý vị, những chiếc tàu để mà rút khỏi khỏi Sài Gòn lúc mà Cộng sản vào đông lắm. Thì quý vị nghĩ thì chỉ cần là 2 tuần trước đó thôi mà Cộng sản nó vào thì biết bao nhiêu gia đình phải bị bắt lại, bị ở lại chứ không có thoát được. Một ngày đi biết bao nhiêu người, mà trong cái thời gian như vậy là 14 ngày, cho nên nó là nhiều lắm. Mà không phải là vì chị Hằng My chỉ nói mà Rachel nghe, nhưng mà Rachel đọc những cái lịch sử và mình nhìn lại những cái
hình ảnh, rồi đồng thời Rachel cũng nói chuyện với những người mà nghiên cứu lịch sử đó, mà những người nhân chứng sống cái thời đó luôn, thì người ta cũng kể lại rằng là cộng sản đó, nó khi mà nó đánh vào thì nó đụng cái sư đoàn 18 ở Xuân Lộc, nó không có qua được, cuối cùng nó phải đi đường vòng để nó vô, đúng không ạ? Đó. Cho nên là với lại là khi mà Rachel nghe cái video của thiếu tướng Lê Minh Đảo kể lại ông chiến đấu đến giây phút cuối cùng luôn, lúc mà ông nghe trên loa và có người báo lại là ông Dương Văn Minh báo rằng là buông súng đầu hàng, thì lúc đó là giống như trời đất sập xuống, đúng không? Thì lúc đó ông mới ngưng, chứ không phải là ông không ngưng, ông chiến đấu tới cùng luôn á. Thì đó, ba chị có nói trong cái cuốn sách chị kể là khi mà ba chị nghe người lính của ba chị nói là ông Dương Văn Minh đầu hàng, rồi ba chị nói cái gì? Nói cái gì? Ba chị la nói cái gì? Là tự gì nói là ông Vương Minh ông đầu hàng, ông nói ở đâu bỏ súng xuống hết. Surrender pretty much. Chị mới đầu hàng vô điều kiện. Thành ra ba chị nói cái ông nó tệ quá đi. Mà mới thì chị chỉ nghe ba chị kể vậy thôi. Chị vẫn còn giữ trong cái xác, thì chị nghe chị cũng buồn là cái ông nó chắc ổng không có suy nghĩ, nhưng mà thiệt ra nữa đó là ổng cũng là chắc có một cái gì rồi với lại cộng sản mà nó không có biết được đấy cho Đến bây giờ người ta phân tích á, thì cũng có nhiều luồng, có một số luồng nói rằng là ông Dương Văn Minh là đã đi đêm với cộng sản rồi, cho nên á, ở cái bàn đàm phán để mà đưa cho ông Dương Văn Minh lên làm tổng thống đó, thì có cái sự đòi hỏi của cộng sản và mặt trận tổ quốc ở đó rồi đó, cho nên là cái đó là một trong những cái luồng dư luận. Và cái luồng dư luận thứ hai nữa đó là sau khi mà ký hiệp định Paris xong đó, sau khi ký hiệp định ngừng chiến của năm 1973 thì bắt đầu Mỹ nó rút, rồi nó ngưng viện trợ, rồi nó cắt giảm viện trợ, rồi nói chung là không phải là đến năm 1975 mình mới thua, nhưng mà khi mà đã ký cái đó là mình đã bắt đầu mình thua rồi. Cho nên có một số người nói rằng là tại vì ông không muốn thấy đổ máu nữa cho nên là ông ngừng chiến. Thì bây giờ mỗi người đó thì sau này ba chị nói gì về ông Dương Văn Minh, ba chị có nói nhiều không? Chị thì chị phải coi lại trong cuốn sách của chị, tức là chị nghe lại trong cuốn sách, nhưng mà chị biết là ba chị nói là ông Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Có và ông một ông nữa, ba chị không ngờ từ lúc trong tù á có người kể lại những cái ngày cuối cùng, thì ba chị nói tệ quá, ba chị nói gì đó. Thành ra chị nghe chị nhớ một phần đó thôi, nhưng mà thiệt tình là chị không có biết, để chị phải nghe lại nguyên cái cách xét đó, với lại chị vô lại cái sách chị cái phần đó chị coi có ba chị. Ấy, cũng là 2 năm nay rồi, chị biết cuốn sách đó cũng 2 năm nay rồi. Nhưng mà chị phải lẹ lẹ đưa ra những cái cassette mà ba chị kể lại, những cái điều rất là vô giá. Để cho thế hệ trẻ người ta nghe. Nhưng mà chị phải tìm người professional, chị phải làm copyright. Chị đang người Mỹ thì kêu chị làm audiobook bằng tiếng Mỹ, vì những người lớn tuổi, người Mỹ Vietnam veteran, người ta thích nghe audiobook lúc sau này. Đó, thành ra chị đang tìm cách để chị làm một cái audiobook trước. Hôm bữa chị cũng có gặp chị Paula, chị Nguyệt Ánh, chị ấy, chị nói là em làm video, audiobook trước đi, rồi xong em làm cuốn tiếng Việt tiếp. Thành ra chị nhiều, vẫn còn nhiều project lắm Rachel. I know, nhưng mà phải tranh thủ làm cái đó. Đưa ra cho cộng đồng bạn nghe. Rồi với lại là trở lại một tí xíu là một vài những cái hình ảnh mà chị Hằng My còn giữ ở đây, thì chị có thể là chia sẻ thêm với mọi người là hình ảnh này là ba chị lúc nào, khoảng bao nhiêu tuổi và gặp vị linh mục này là ở đâu? Ok, mấy cái hình này là lúc đó ba chị qua Mỹ rồi. Mấy ông cha, mấy người linh mục này là bên Mỹ rồi. Hình như nếu mà chị nhớ kỹ đó, tại vì người em Út của ba chị đó, cô Út gửi cho chị mấy hình này, thì chị lúc mà chị bắt đầu viết sách thì chị hỏi cô có biết ông cha Phan Phát Quờn hay là cha Thiện hay cha Tuấn không, thì cô Út chị mới gửi cho chị mấy cái hình này là lúc ba chị hình như qua Cali hay đâu đó, chụp hình với những người cha này. Nhưng mà một trong hai người này
là một trong người ở trong tù với ba chị. À. Chị xin lỗi là chị không nhớ rõ vì cô có ghi nhưng mà chị không có nhớ nhiều quá. Dạ dạ. Nếu mà quý mà vị chị biết là ông cha ngồi kế bên á là hình như nếu mà chị which one hình this one ba đó hình dạ that one hình thứ ba hình như là ông cha đó là người một là cha đỡ đầu của ba chị, hai là người làm lễ. Chị biết tự nhiên cô có kể để chị nếu mà chị xong rồi đó chị hỏi lại người cô tên đàng hoàng thì chị gửi cho, nhưng mà chị nghĩ nếu mà Rachel để lên cái event này anh cái video này thì chắc nhiều người người ta sẽ recognize cái hình này. Dạ. Mà những vị linh mục này còn sống không chị? Những vị linh mục này còn sống không? À, chị biết là cha Thiện đã chết rồi, mất rồi. Cha Thiện ở Virginia đã mất rồi. Còn chị thì thiệt tình không biết hai người này tên gì. Chị sẽ tìm hiểu cho Rachel. Nhưng mà chị biết là ba chị qua thăm sau khi mấy người này cũng được ra khỏi tù. Dạ. Thưa quý vị là đây là những vị linh mục đã từng đi tù cộng sản nè. Chị để chị tìm hiểu tên đúng ha. Rồi chị cho Rachel biết. Dạ vâng, rồi mà quý vị nào mà nhận ra những vị linh mục này đó thì quý vị cũng để lại bình luận dưới đây đi. Thật ra đó quý vị, tại vì đây là cái chương trình mà Rachel với chị Hạc My là thâu lại chứ không phải là chương trình live stream, nhưng mà chị nhớ không, cái lần đầu tiên mà mình live stream đó, quý vị khán giả còn biết nhiều hơn mình. Có những cái mình không nhớ đó là quý vị khán giả còn nhắc nữa là ở đâu hay là cái xưng hô như thế nào nữa. Rất là hay. Thì mấy người đó theo dõi nhiều hơn mình. Và đặc biệt nữa là những người Việt Nam ở trong miền Nam đó. Nói chung là Thiếu tướng Lê Minh đã là một người hùng, đặc biệt là những người ở trong miền Nam. Còn bây giờ nói đến là cái tên Lê Minh Đảo thì ai cũng biết, hầu như là vậy. Nhưng mà chị nghĩ là bây giờ là nói, chỉ có người họ hàng nói là bây giờ tụi cộng sản nó lấy mấy cái video của ba chị xuống hết rồi, với lại video của chú Lê Hằng Minh xuống đó. Thành ra người ta đi cái đường cách khác để người ta coi. Với chú nghĩ rằng là những cái video mà phát ở trong nước đó hay là đăng lên từ trong nước thì nó lấy xuống, chứ còn ở cộng đồng hải ngoại nó đâu có lấy xuống được đâu. Dạ, nó không lấy xuống nhưng mà nó block đó. Nó block, nó chặn. Chắc để bữa nào Rachel sẽ làm một cái video giống như là ngồi xem lại reaction với những cái video của ba chị cái thời mà kể lại đó. Có nghĩa là từ cái video đó mình làm thành những cái video khác nữa, block đi, you know. Chị nghe họ hàng nói là kể cho chị nghe, bây giờ nó còn khó khăn hơn nữa là nó đi, nó vô nhà, nếu mà nó vô nhà một người bạn thì nó thấy cái này chuyện thật, chị không đưa tên ra được nha Rachel. Cái người đó có cái mền mà cầu mầm màu vàng, cái mền màu vàng, thì nó nói là cái người này là bắt đầu hoạt động như là chống cộng sản, cũng bắt người này đi ở tù. Về cái mền màu vàng đó. Còn ai mà mở miệng mà nói tên ba chị hay gì mà nó nghe được, nó cũng bắt ở tù. Chị không biết tại sao mấy người tụi nó sao mà ngu khờ đần quá, tại vì cái history nó như vậy rồi, cái lịch sử đó là lịch sử cấm nha, nó cấm người Việt Nam mình đó, người ta cũng tìm cách coi chỗ khác. Rachel không biết là cái người mà kể cho chị là người đó ở cái vùng nào thì mình không biết, nhưng mà hiện tại thì Sài Gòn em. Tại vì hiện tại là Rachel cũng nói chuyện với những người dân ở trong nước nhiều á, mỗi lần mà làm livestream hay gì đó là họ bình luận, là họ chửi cộng sản thoải mái luôn á, có nghĩa là nghĩa là không ra mặt, tại vì Rachel cho họ là tắt camera nhưng mà vẫn có thể nói được, nhưng mà cộng sản không có thể kiểm soát được hết đâu, cho nên là càng ngày càng nhiều người người ta hiểu được cái sự thật và họ không có chịu sự đàn áp nữa. Thì hy vọng rằng một ngày nào đó là Việt Nam của mình thoát được cái chế độ cộng sản. Rồi cảm ơn chị, không biết còn gì chị muốn chia sẻ thêm không? Thank you. Cảm ơn Rachel và cảm ơn khách của Rachel đã ủng hộ tụi chị và ủng hộ Rachel. Nhưng mà hopefully những cái video này sẽ giúp những em sau này. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả quý vị. Những ai mà chưa có bấm like cho chương trình thì quý vị nhớ là bấm like nha, và đồng thời nữa là bấm nút theo dõi. Còn bây giờ thì chị
Michelle, Hằng My, Lê và Rachel Quý xin được chào tạm biết và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Bye chị. Bye bye. Bye bye. Bye bye.